Tên là Nguyễn Hoàng Đức, 30 tuổi. À, dạ, tôi tưởng đâu Đức là người nước ngoài, nhưng mà không ngờ là người Việt Nam. Dạ vâng ạ. À, em có like không? Em cũng không biết, là nhưng mà em là người Việt Nam mà. Dạ vâng. Đức hôm nay là làm công việc gì? Em là quản lý hệ thống nhà hàng của Thái. Hàng gì mà anh Thuận anh nói là em giống như... Lai Lai gì đó. Lai Lai. Hình như là Thái Lai. Còn em? Dạ, em tên Nguyễn Hồng Nga, em làm kế toán. Năm nay em 32 tuổi. À, dạ. 32. Vậy mà nhìn trẻ ghê luôn á. Ủa Đức hồi nãy là bao nhiêu? Dạ em 30, vợ em lớn hơn em 2 tuổi à. Nhìn mặt em có vẻ như cứng cáp hơn là so với Nga. Dạ, tại vì mới quen em nhìn mặt em cũng tưởng mạnh tuổi hoặc là già hơn em. Mà quen... cái lúc quen nhau anh ấy có giấu tuổi không? Dạ có, không có cho em coi chứng minh. Cái lúc quen xong rồi cái đi học lớp với lớp ảnh á, thì thêm mấy bạn trẻ quá à. Cái hỏi thử thì mới biết là nhỏ tuổi. À, mà tại lỡ quen rồi cái thôi. Cái này cũng chia sẻ là không biết có phải cái gu em không, tại vì em thích giao lưu và quen những cái người mà lớn tuổi hơn mình, tại vì mình học hỏi những cái kinh nghiệm á. Rồi với lại đó là cái sở thích của em, từ bạn gái hoặc là quen lúc trước cũng lớn em 3-4 tuổi không à. Thế trước giờ em được học kinh nghiệm được bao nhiêu cô rồi? Dạ kinh nghiệm thì cũng khoảng 2-3 cô. Thế rồi bây giờ hai bạn quen nhau là trong trường hợp nào? Hai vợ chồng em quen nhau thì qua lời giới thiệu của bạn của em. Nhưng mà thật sự ấn tượng đầu tiên thì cũng mờ nhạt lắm. Lúc đó là hẹn gặp buổi tối, là không có để ý đến mặt mũi gì hết. Kỳ trời. Còn nghe thì sao? Em thấy ảnh cao lắm. Mà cái mặt ảnh tếu. Mặt giống nhân vật hoạt hình. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Giống phim Nhật á. Ừ, giống nhân vật hoạt hình vậy đó. Cô bé bút chì. Cô bé bút chì. Giống mà, xin hả? Nhưng mà lúc dạ, em gặp rồi. em cảm thấy có cảm tình không? Lúc đó là cũng chưa nghĩ tới gì hết á. Là cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cũng không để ý. Dạ. Thì xong qua khoảng thời gian á, thì vô tình thì vợ với lại bạn thì vào một nhà hàng của em làm quản lý, thì vô ăn. Tự nhiên lúc đó em lại nhớ tới cái cô này là gặp rồi và bạn là cũng quen, thì lúc đó em mới chạy ra em xin số điện thoại lại, tại vì lúc trước là chỉ có quen biết là trong nhóm thôi chưa có số, thì em xin số rồi. Thì sao khi ghi nhận điện thoại chắc có lẽ là chat chít qua lại nhiều đúng không? Nó nhắn tin qua lại với nhau. Bao lâu thì bắt đầu thương nhau? Cỡ 1-2 tháng gì đó là ảnh ngỏ lời làm bạn gái anh nha, em sẽ có nhiều cái thay đổi mới. Cái mình cũng thấy nó hay, anh này cũng tếu. Tại tính ảnh đi chơi á, nói chuyện đến nỗi mình đi về mình bị sái cái quai hàm á. Cười nhiều quá. Dạ đúng ạ. Đó giờ chưa gặp người nào như vậy hết á. Cái thôi cũng quen. Là tụi em yêu nhau bao nhiêu năm? Cũng gần 1 năm là tụi em chính thức là đến với nhau luôn. Là đám cưới luôn? Dạ. Là cưới được mấy năm rồi? Dạ 5 năm. Dạ đúng ạ. Em cũng có đứa bé con. À vậy hả? Cháu mấy tuổi rồi? Gần 5 tuổi rồi. Trời ơi, gì mà nhìn nãy giờ tôi tưởng đâu là vợ chồng nhau 5-2 năm mà chứ hả? Vậy là yêu nhau có suôn sẻ mà là có chia ly rồi có thì... giận hờn rồi có... ghen hờn tuông gì không? Chị là rất là ghen mà nhiều khi là mù quáng mà không biết là nguyên nhân lý do tại sao tôi lại như vậy. Ghen tưởng tượng á. Mà tại sao anh hỏi gì là bởi vì em, cái công việc của em nữa? Dạ vâng ạ. À, một phần là công việc em là ngành dịch vụ, thì đầu tiên là phải chăm sóc khách hàng, cái vấn đề là quản lý biết bao nhiêu nhân viên, chính xác là những sao nhân viên ngộ giùm người ta vậy. Kể ta chỉ gia đình người ta cười. Không phải, cái này không phải là anh Thuận anh Binh, nhưng mà thật sự đó là cái nói giùm, thấy thương không cần gì phải nói giùm hết á. Nhiều khi cái sự đồng cảm á nên nó hiểu. Phải đồng cảm, đồng cảm luôn. Phải thời gian đầu á quen cũng không đến nỗi nào là bộc lộ ra, nhưng 4-5 tháng sau á bắt đầu là thấy ghen quá, mà ghen tới mức độ mà em cảm thấy áp lực. Ghen sao mà áp lực? Em là quản lý thì có em của vợ em, thì em cho vô một vị trí trong nhà hàng của em, thì em không ngờ là gián điệp. Đó, thì ra những cái hành động của em thì mình vô tình, nó ví dụ như nhân viên ngày hôm đó cái xe bị hư thì em mới chở cô đó về, thì bắt đầu là cái người khi mà truyền đạt lại thông tin thì không thể nào mà truyền đạt 100% được hết. Mà chở một lần hay nhiều lần? Thì cái đó cũng chỉ một lần thôi. Chắc một lần là bị rồi đúng không? Dạ thì một lần là bị dính. Một lần là bị dính rồi. Một lần là bị dính. Dạ. Em vợ nói chị nghe coi, tại sao em lại ghen với bạn đó nếu mà chỉ là một lần? Một lần rồi trong lúc làm việc thì cũng có những cái hành động gì đó với bạn gái bên đó, tại cái ngành đó cũng có nhiều phụ nữ, thì em cũng có dặn là anh đừng có đùa giỡn như vậy, kỳ lắm. Nhưng mà tính nhẫn vậy à, cũng đùa giỡn. Em ghen với một người hay là em ghen với nhiều người? Nhiều. Bây giờ cưới rồi là còn ghen nữa không? Dạ, chung là có trong máu là nhiều khó. Không có. Cũng có, nhưng mà nói chung là cũng
ít bớt chút xíu. Dạ. Nói chung là bớt xíu đúng không? Dạ. Tại vì trong khoảng thời gian training nó lại thì cũng đỡ đỡ thôi, nhưng mà thứ mà giờ em vẫn còn tốt với nhân viên đúng không? Dạ cũng có ạ. Giống như là mỗi tới là ngày lễ gì đó là cứ mua quà, mua bánh gì đó tặng cho nhân viên. Thà mình không biết, mình biết mình thấy cũng hơi buồn. Tuổi đúng không? Dạ cũng thí dụ như là ngày kỷ niệm gì đó là mình nhắc từ đầu tháng đến cuối tháng luôn, là trước một tháng, nhưng mà tới đó cũng chả thấy có gì hết, chỉ có về cái anh tặng em nguyên con người anh vậy thôi, chả có quà gì hết. Thì có cái này em nghĩ đó là vì cái bản chất công việc anh buộc lòng phải như vậy không? Dạ. Tại vì ở bên sân khấu chị cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật của các diễn viên trong sân khấu là chị đều có bánh kem, đều có hoa. Đó là tính chất công việc, người ta gọi là đắc nhân tâm khi mà mình làm cái công tác quản lý. Cái đó nó khác. Hay là trong thời gian tụi em sống với nhau, anh ấy xấu nhất là điểm gì? Hay đi nhậu với bạn bè, nhậu về trễ lắm, đặc biệt là hay nói dối nữa. Mỗi lần em gọi chứ đi tới đâu rồi, gần tới rồi, 15 phút nữa anh về tới nhà. 15 phút là 2 tiếng, ngày nào cũng vậy. Cố tật của tất cả các cái ông chồng. Cái ngành của ảnh thì ảnh làm là ban đêm, còn em làm ban ngày, em làm giờ hành chính. Nên năm ra hai người trái ngược, em đi làm, ảnh vẫn còn ngủ ở nhà. Ở lúc ảnh về thì em ngủ rồi. Nên năm ra em cũng muốn là những ngày nghỉ hay là đó thì về sớm, dành thời gian cho gia đình. Rồi tụi em bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em để em chú tâm cho cái công việc của mình. Tại vì em nhiều khi bị phân tâm nhiều quá, thành ra mình cũng không thể nào mà mình kiểm soát được. Tại vì hắc khẩu nhiều lắm. Chẳng hạn như hồi nãy trước khi vào chuẩn bị quay đang ngồi trong là cũng méo gây lộn nữa. Về vấn đề gì? Vấn đề chụp hình. Thôi ông chụp xấu vậy. Em có nói là chụp xấu mà cứ nhờ hoài. Có vậy không đó? Những vấn đề nhỏ ở cái cà vạt vậy đó, chỉnh nó có ổn chưa? Vậy thôi, nói chung là những cái chuyện đó cũng có đáng để mình khắc khẩu với nhau. Thì em cũng mong muốn là mình kìm nén cái nóng mình xuống, điềm tĩnh hơn. Có nghĩa là vợ em bớt nóng tính. Dạ. Còn nha. Em chỉ mong là ảnh là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, trứng chà xíu. Đừng có chững chạc xíu. Trời ơi, vậy mà chưa chững chạc hả? Cái tính cách còn con nít lắm ạ. Ồ vậy đó. Dạ. Tại anh nhỏ tuổi anh em. Không, chị nói chuyện với bạn này chị không thấy bạn ấy con nít tí nào hết á. Dạ chắc trong cuộc sống gia đình mới thấy ảnh nhỏ. Ví dụ cái việc gì? Giống như là đi với công ty em chẳng hạn, cũng nhảy lên nhảy múa tùm lum tùm la vậy đó. Rồi đi chơi ai đủ gì cũng đi á. Dạ không vui á. Em cũng muốn chia sẻ với vợ để cho hiểu hơn. Tại vì khoảng thời gian lúc đầu tiên á, là có những cái mâu thuẫn cãi vã rồi có xích mích với nhau á. Thành ra nhiều khi em ít trải lòng mình ra, ít tâm sự, ít nói ra, thành thử ra có khoảng cách. Thì do đó là em cũng mong muốn là để hiểu hơn, chứ không phải là nhìn em về bề ngoài như vợ em mới nói rồi, em như con nít này nọ. Tại vì qua những cuộc chơi như vậy là em tạo cái mối quan hệ cho cái công việc của em. Và em cũng hy vọng là qua chương trình này thì em sẽ tâm sự nhiều với vợ hơn. Thì do một khoảng thời gian là mình không có thời gian để gần gũi nhau. Cái tình hình của tụi em á, nó căng thẳng á, chứ nó không phải là đơn giản đâu. Chị nói nó căng thẳng ở đây á, là vậy nè, tụi em không có nhiều thời gian dành cho nhau. Tụi em không có nhiều thời gian để làm nhiều những việc chung với nhau. Thành ra là nó có những cái khoảng cách mà mình không hiểu được. Nó dạng giống như đồng sàng mà dị mộng vậy đó. Chị thấy là như vậy nè, mỗi bên đều phải nhịn lại một chút trong cái thời điểm này. Đừng có bị căng thẳng quá, ai cũng giữ cái tôi của mình rất là nguy hiểm. Bây giờ chị nói về công việc của chồng em trước nè. Thực ra làm công việc đó, thứ nhất con người phải vui vẻ, biết cách ăn nói, biết nhìn mặt bắt hình dong thì chồng em mới thành đạt được. Em hiểu không? Em có để ý trong một cái nhóm bạn luôn luôn có một cái người gọi là người leader về mặt hoạt bát, để làm cho cái không khí của cái bữa tiệc đó hoặc là cái cuộc chơi đó nó trở nên vui vẻ. Thì chồng em là cái nhân tố đó. Mà thường những cái bạn như vậy á, các bạn sẽ có hai dạng, hoặc là cực kỳ thành công hoặc là cực kỳ thất bại. Nhưng mà chồng em thì chị nghĩ là ở cái nhóm thứ nhất, có nghĩa là sẽ thành công bằng cái việc mà anh ấy gọi là up từng ngày một trong cái hành trang để mà tiếp cận với tất cả các đối tượng khách hàng của mình. Thì cái đó em phải hiểu bản chất vấn đề để mà em hỗ trợ cho chồng em. Em mình dung ý chị dạ, không? Rồi. Còn về phía vợ em, hiện giờ vợ em đang bị cái tâm lý như chị nói với em, bị tổn thương. Tức là giống như mình cảm giác mình bị coi thường á. Mình bị chồng mình không tôn trọng mình, không coi mình bằng người khác. Có nghĩa là nhất bên trọng giúp mình, em coi người ngoài hơn vợ. Đó là hiện giờ vợ em đang bị cái cảm giác đó. Cho nên là thành ra nó đi đến cái việc là ghen tuông. Ghen không có đối tượng cụ thể, ghen tùm lum tà la. Mình không hiểu mình ghen với ai cụ thể nữa, đúng không? Thì bây giờ em phải phá tan cảm giác đó. Thay vì bây giờ em mang bằng cả trái tim của em tặng cho vợ em, bằng cả con người của em thêm bó hoa, em thêm cái kẹo sô-cô-la nó khác liền, đúng không?
phụ nữ mà cái lỗ tai rất là quan trọng, em hiểu á, em thổi tai là em được hết á, chị nói ví dụ vậy đúng không? Thì bây giờ tụi em cố gắng một tháng có 4 ngày đúng không, 4 ngày đó dành trọn vẹn cho nhau đi. Có thể nhiều khi ngồi đó trao đổi với nhau cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ để cho ra vấn đề đó. Thì chị nói ít em, tụi em hiểu nhiều đúng không? Chắc tối nay chứ về em thổi lỗ tai đó. Trời ơi, không phải tối nay đâu, tối mai, tối mốt và đêm nào cũng thổi hết. Rồi thử nhé. Dạ, rồi thử. Chúc cho hai bạn luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ rồi, chúc các bạn hạnh phúc.